Đây quý vị, nay tôi dẫn các bác vào cửa hàng hoa cây cảnh phục vụ Tết 2004 quá. Cửa hàng nhà Hiệp Ly đây. Đây cháu Hiệp quý vị ạ. Hiệp chào khán giả ông Long Vi Đốc ơi. Xin chào khán giả và ông Long Vi Đốc nhá. Rồi, hôm nay ông muốn cho cái khách hàng của ông Long Vlog xem cây cảnh với giá của cháu. Vâng. Thì cháu giới thiệu tên tuổi, địa chỉ Minh Cang nhỉ. Xin chào quý vị. Cháu là Hoàng Văn Hiệp. Quê quán là thôn Thân, thị trấn Đường Ngô Lục Nam, Bắc Giang. Rồi. Cửa hàng địa chỉ là cơ sở 2 là đường Giáp Văn Cương, sát công ty may Lục Nam. Địa chỉ thứ nhất là cửa hàng cơ sở 1 là 343 phố Thanh Tân. Vâng. Thị trấn Đường Ngô, Lục Nam, Bắc Giang. Ở đây tôi làm cái cơ sở mà các cháu để cây cảnh toa, xong rồi tí tôi về cái cơ sở đầu tiên của cháu. Bây giờ các bác cùng với tôi xem cái cảnh của cháu Hiệp nhé, để phụ Tết 2004. Đây này, Hiệp ra chỗ cây phá giấy rồi. Báo giá cho các ông biết. Cây đầu tiên này thế nào? Cứ cây đầu tiên đi. Cây phá giấy. Ừ. Sắc đủ 5 màu. Ngũ sắc à? Cây ngũ sắc 5 màu. Ừ. Cây này thân bao nhiêu? Cái này thân tầm 20. Sao mà thân ấy? Đấy. Đấy, thân bao nhiêu rồi? Quanh thân tầm ngoài 20. Rồi. Cái này có giá bao nhiêu? Cái này giá rơi vào khoảng dao động từ 800 đến 1.1 triệu. Ừ. Ở đây thì khán giả của ông mà giả sử người ta biết qua kênh của ông Vlog là đến cháu giảm giá không? Có ưu đãi giảm giá, tuyệt vời. Ừ, bảo bác xem kênh của ai mà cứ thấy đăng ký đến là giảm giá nhá. Ok. Rồi, đây cây thứ hai nè. Cái này cũng là giấy ngũ sắc, nhưng mà bán mái nàng. À, đình nàng. Cái này dao động tầm 7-800. 7-800 à? Ừ. Rồi. Cây thứ hai. Chỉ đi, cháu cứ đấy. Một hoa giấy. Những cây là có giá là dao động từ 7-800 phải không? Vâng. Ừ. Các bác nào mà đến cứ giơ điện thoại mà thấy đăng ký kênh xong là các được giảm đấy, giảm giá rồi 700 hàng cây hoa giấy của cháu Hiệp này. Đây vào trong này nè, đây là trong khu trong, trong cháu làm nhà rộng lắm. Đây đây, đây này, đây cây con này là xem là bao nhiêu. Cháu ngồi xuống là chỉ tay vào. Quân Nhật dao động ở tầm 100k. 100.000 cây và có cây này mà để vườn à, để gì, để chậu trong trong nhà hả? Từ 60 đến 100. Để trong bàn được nhỉ? Để trong bàn. Trong bàn Tết này. Trong bàn Tết. Đúng rồi. Đấy, cháu có mấy cây một loạt đấy phải không? Vâng. 5-600. Đây. Chầu bà phát tài núi. Cháu chỉ cái giá cây này mấy cây đây, có mấy cây đây? Đây một loạt gần chục cây, cây phát tài núi. Ừ, cây bao nhiêu? Cây dao động 800.000. 800 một cây. Vâng. Ừ, rất đẹp không? To mập. Đấy, nên hàng này là hàng này, hàng ngoài này đó. Đây này. Đấy. Cái kim ngân. Cây kim ngân đi bao nhiêu? Nói to này nó bắt nói. Từ ngoài 700. 700 cái này hả? Vâng. Đây đồng view cái này cho họ xem. Đây các bác nhìn này. Đấy, thần đấy. Hiệp thử đo xem là khoanh tay trong thân được bao nhiêu rồi? Này vành 30. Ngoài 30. Ngoài 30 rồi. Ngoài 30. Cây này là để ở thường để ở đâu? Cây này để trong các văn phòng cơ quan. Nhưng mà nhà dân là sử người ta nhà mua. Nhà dân để trong nhà phòng khách. Phòng khách. Cây kim ngân. À, cây này nó chịu được không có nắng phải không? Vâng. Cứ bóng điện là sáng là nó sống phải không? Ok, và ở trong nhà mát. Đấy. Ok. Rồi. À. Chăm dễ. Chăm dễ, không cần tưới nhiều nước. Đây, đến cây là cây gì ở đây các bác này? Đây cái hoa trà. Cái gì? Cái hoa trà mi. Hoa trà mi. Hoa trà mi là bao nhiêu? Trà mi, cái này tầm độ 200.000. 200.000 phải không? Xô xô đấy hả? Vâng. 200.000 cây. Trà mi, cái này lở Tết vừa chứ, cháu tư vấn. Lũ này lở đúng dịp Tết. Đấy, luôn các bác nhìn này. Vâng. Đây là lũ này. À, đúng dịp Tết luôn. Đến dịp Tết là chơi bây giờ là được rồi phải không? Vâng, chơi. Khách hàng mua bây giờ là chơi dần, bây giờ là vừa rồi. Dần thì bây giờ luôn rồi. Rồi. Đấy. Và cháu có một loạt nó các bác này. Đấy. Mấy trăm vừa nói mấy trăm nhỉ? Dao động 200. 200 một cây hả? 200 cây bé thì là thấp hơn phải không? Vâng ạ. Rồi, hàng trong cái hàng trong cho nó. Đi hàng trong.
Đấy, trong này trâu nó để nhiều lắm. Đây trâu bà đây. Ừ. Đây cây này đầu tiên đi sao cứ giới thiệu một cây rồi. Đây cây trâu bà. Rồi. Tầm 1m3. Mét ba. Đấy các bác đây nhìn là này. Hàng cây phong thủy ở trong nhà. Để tôi view cái này các bác nhìn này. Cao độ bao nhiêu nhỉ? Tầm mét 2m3. Mét 2m3. Đấy, bao tiền? Cái này rơi tầm 420. 420. Đây là có một loạt cây đây phải không? Một loạt cây, gần cây. Đây các bác nhìn này, tôi view cây trời hòa này. Các đến là chọn nhà mới. Chơi Tết hoặc bác nào xây nhà villa biệt thự là chơi được rồi. Cây cảnh thôi. Đấy. Đấy. Đây là cây gì nắm tay này. Anh Hiệp ra giới thiệu cho nào. Đếm cho là cây này mấy cây. Cái này. Cây này đẹp đấy. Phát tài tán rủ. À, phát tài tán rủ. Ừ, thằng lá nhỏ rủ. Cây đẹp thế nhỉ. Đâu cháu thì đếm cho là dưới nó nắm tay không? 7 tay ạ. À. Mấy tay? 7 tay. Ở đây có nhìn nha, tôi view kỹ bác đếm này. Đấy. 7 tay. 7 tay, cháu bảo 7 tay. Cây xanh đẹp lắm, không biết ở trong màn hình có led không, nhưng mà xanh. Để cháu tôi nói giá cái này đi. Đấy. Như cái này tắm to, hàng thuần chậu nâu. À, tầm 900. 900. Đấy, cháu hiểu là 900. Các bác mà ấy chơi Tết được dần được rồi, cho nó sự ấy. Ăn nhiều ăn ít không biết, nhưng mà có cây cảnh trong nhà là nó cũng không khí đấy. Đúng rồi, nghe nó mát. Đây vào cháu vào cây đằng sau đấy. Cây mộc hương. À, mộc hương này tôi view các bác. Đây này. Cây mộc hương này. Cao lắm. Bao nhiêu là cao, độ bao nhiêu nhỉ? 2 mét. Cao 2 mét các bác. Quanh tầm... Đây. Quanh bao nhiêu? Vào tay vào để khán giả nhìn. Tầm độ 16. 16. Cao 2 mét. Cái này ra hương thế nào cháu tả cái này nhá. Thơm, dễ chịu. Ra được lâu không? Vào mùa rét là cứ từ tháng 10 sớm rét đến ngoài Tết. Ngoài Tết. Tức là chơi Tết là ok phải không? Vâng. Ra hoa vàng. Các bác mà lắp đèn nháy để trong này còn ra riêng tôi bê ra ngoài cũng được. Trong trong vòng là 10 ngày 15 ngày để trong nhà nếu có điện là không, cây vẫn thoải mái. Không ảnh hưởng phải không? Cây này là chịu được ngoài trời nắng. Tiếp. Ừ. Tức là xong Tết mình bê ra ngoài. Vâng, chơi Tết. Trong Tết thì cứ để trong nhà mà treo cây ấy được. Đúng không? Đây, cây này cây gì đây? Cây kim tiền. À, cây kim tiền à? Cây này là bao nhiêu tiền? Cây phong thủy. Ừ. Cây này là 400. Cây này là ý nghĩa là nào nhỉ? Ý nghĩa là tăng tài lộc đến cho gia chủ. Làm cho phát tài phát lộc không? Vâng. Cây này phát tài phát lộc. Đấy, cháu có một loạt này. Để trong nhà. Vậy cây này thì trung bình giá là bao nhiêu? Trung bình giá khoảng 400. Nó có rất nhiều sai. 400 một cây. Cũng có. Ừ. Mà nó sai xem cái búi to hay búi bé phải không? Vâng. Đấy các bác nào mà thích cây phát tài nhỉ? Kim tiền. À, kim tiền. Đây phát tài cái này. À đây phát tài đây. Tài núi. Tài núi đây. Cây này bao nhiêu tiền đây? Tài này là rơi tầm độ dao động tùy theo sai. Bao nhiêu? Từ 500 đến 1 triệu. Như, đi đến cứ cây này là bao nhiêu? Cây to nhất là sao nó giá nhiêu? Cái này là xe bé. À, cái này xe bé. Vâng. Thì cây này là bao nhiêu? Cái này tầm độ 350 đến 400. Đấy. Các bác mà qua cây trung tâm lúc là cháu sẽ được giảm đấy. Đây, đây có mấy cây này hả? Vâng, một loạt. À, 350 400. Đây, cây là cái nào? Cây... Luôn. Đây, sẽ cháu giới thiệu cái này, đấy cái đấy, sao luôn, cho nó bao nhiêu? Hả? Cái cho bà. Đâu để sang ông... Hàng xe to. Để view cho khách hàng nhìn nó cao ngắm kỹ đấy. Cao tầm 1m8. Cao tầm 1m8. Đấy, các bạn nhìn kỹ đi. Giá cả thế nào? Giá cái này là tầm 1,3 triệu. 1,3 triệu các bạn, to lắm. Các bác nhìn trong hình không biết nào, nhưng mà tôi đứng ở ngoài cao đấy Hiệp thì đứng ở sân nào rơi tầm độ cao 1m8 tám rồi. Hiệp mét mấy rồi? Con 1m7. 1m7 và cao hơn Hiệp phải với đấy. Cái này mà các bác làm qua nhà villa biệt thự nhỉ? Vâng. Đừng chơi lấy liền cái nào? Cái này đại phú gia. Cây gì? Cây đại phú gia. Đại phú gia. Đây để ông view cây to. View cây to là cho khách hàng ngắm đó, xong rồi mình sẽ nói giá. Xem cái thân nó bao nhiêu, Hiệp thì đo cái thân như là để khán giả nhìn. 20 vào. Ngoài 20. Ừ, thân gốc bác nhìn này. Đấy. Cây này giá bao nhiêu? Cây giá 800. 800 nghìn gì? Vâng. Rồi cây bé là view luôn cây bé này. Bao nhiêu? 400.
400 cây bé này không ạ? Thằng rất thần chậu đến đâu. Ừ. Tức là cây là vào chậu lâu rồi phải không? Vâng, thằng chậu đến đâu ạ? Cây trong hơn đi cho lên. Đây là bên này, không đây không? Ừ, đâu. Đây hàng thiết mộc lan. Thiết mộc lan rừng rồi. 5 thân. 5 thân. Hàng ghép 5 thân. À ừ. To nhỉ, gốc to nhỉ. Đây các bác nhìn này. Các bác nhìn gốc này. Đấy. Này tôi đưa các bác đi xem cây cảnh nhà Hiệp Ly. Các bác ngồi ngắm thôi. Xem màn hình ngắm cho người ta ưng cái nào ra hoặc là thích mua cái nào. Còn đây thì của cháu nó nhiều lắm. Cây này bao nhiêu nhỉ? Cây này là tầm 550 đến 600 nghìn. Ừ, tùy theo cây phải? Vâng, tùy theo cây. Ừ, 550 đến 600 nghìn các bác. Vâng. Cũng đẹp lắm. Bên này là hàng nguyên gốc. Đây. Cây thiết mộc lan phải không? Thiết mộc lan. Thiết mộc lan rừng. Hàng nguyên gốc. Cả nguyên gốc. Tức là gốc nó có bộ rễ được không? Vâng. À đây. Nguyên cây gốc không phải hàng ghép. À đây các bác nhìn. Đây là cây nó mọc ra từ ấy đây các bác nhìn này đấy. Nhập sờ chỗ đấy phải không? To. Cái này ngoài tầm 50. 50. Lấy giá cái này đi. Lấy cái này tầm 2 triệu. 2 triệu cái này các bác ạ. Bác nào nói chung 2 triệu ở thành thị không đấy, nhưng mà ở nông thôn là hơi triệu to, nhưng mà bác nào mà có nhà độ tỷ mấy là chơi cái này cũng được. Nó là phong thủy các bác, chơi cây cảnh nó thuộc phong thủy, hàng phong thủy. Rồi cái này là cái gì? Cũng thiết mộc lan đây phải không? Lá sọc. Lá sọc ấy. Đâu lá nó sọc đâu cháu chỉ cho chứ này. Đây là chỉ vạch lá cho chỉ kẻ cho khách hàng. Vàng xanh. À vàng xanh. Rồi, cái này cao bao nhiêu nhỉ? Cái này cao tầm 1m8. Cái này cao 1m8 các bạn. Hiệp nó 1m7. Đứng ở trên. Đấy, cây này đẹp lắm. To, gốc to phải không? À, gốc to. Cây này là bao nhiêu tiền? Cái này rơi tầm 3 triệu. 3 triệu lại hơn cái kia, cái 2 triệu, cái này 3 triệu các bạn. Các bác nào đại gia mà ở nhà quê là mua được. Còn đại gia ở tỉnh, ở Trung ương, ở ngoài Hà Nội thì không nói, nhưng đại gia ở Lục Lam là mua được rồi. Nhà villa biệt thự. Đây hàng cây gì đây? Bên này là cây hạnh phúc. Cây hạnh phúc ạ. Vợ chồng mà cãi nhau mà mua cây này về là không cãi nhau phải không? À. Có phải không? Tôi về lúc nào nhà gia đình không cãi nhau. Đấy là các bác nhìn nhà Hiệp Ly không được cãi nhau. Đấy cây này bao tiền? Cây này 900 nghìn. 900 nghìn. Cây này gốc to hơn là đâu cái thân cháu đoán cái thân bao nhiêu? 2 tầng, thân này tầm 11. Thân 11, 2 tầng của nó này, đây tôi view của nó này. Một tầng dưới phải không? Thằng thần chậu. Đấy. Thần chậu. Tức là nuôi từ chậu. Đó phải không? Vâng. Ừ. Một loạt cây hạnh phúc, đây là cây to nhất đây. Còn cây bé, cháu xem cây bé khách hàng có thể mua. Xe bình thường. Họ không có tiền mua cây bé bé thôi. Hàng bé, hàng bonsai, dạng kiểu bonsai. Bonsai. Đấy. Cây bé thì bao nhiêu? Bonsai. Này ra tầm 400. Đấy, các bác ít tiền thì nếu mà mình không mua được cây to, mình mua cây bé cũng được. 400 là được rồi. Đấy. Đây là cháu một loạt, tôi đang view cháu một loạt. Nó để cây. Đấy. Rồi, cây này cái gì nhỉ? Cây trà là cảnh. Trà là cảnh nhé. Ok, trông lạ đấy nhỉ? Không, bây giờ mới có phải không? Ở về Lục Lam mình nhỉ? Về Lục Lam là có một thời gian lâu rồi. Ừ. Ông đi xem các cửa hàng nhưng mà không có. Cây này nó có quả không? Cái này có. Có quả. Vâng. Ừ, nhưng mà chủ yếu mới làm cảnh phải không? Làm cảnh. Vâng. Ừ. Cái này để sân nhỉ? Cái này bao nhiêu tiền? Cái này là rơi vào tầm cả chậu nó hơn 1 triệu. Cây không là 800. Triệu mấy? À cây không là 800 gì? Vâng. Còn giá cái chậu riêng bác nào phải? Cái này là liền rồi chứ phải không? Vâng ạ. Liền chậu à? Đánh nguyên vào chậu rồi ạ. Rồi rồi. Ok. Cái này là cháu và cả chậu là hơn 1 triệu quá. Cái này cây... Cái này cây tùng Na Hán. Tùng Na Hán. Vừa làm tỉa lá xong. À. Vừa mới tỉa lá xong. Cây này cao không? Gốc bao nhiêu? Cao hơn 2 mét. Gốc bao nhiêu? Vành gốc ở ngoài tầm 5... To à nhỉ? 50. Cây này già lắm hiểu ạ? Nhỉ? Vâng. Chắc nuôi lâu rồi. Chủ cái cũ. Là... cũ ngoài 20 năm rồi ạ. Thì mua lại của chú cũ lâu lắm á. Vâng. Trông già lắm bác để ý. Cây này để chậu được không? Cây này lên chậu cũng được ạ. Lên được? Lên chậu tầm độ hơn 1 mét. Hơn 1 mét. Chậu là phải to không nhỉ? Vâng. Nó cân xứng. Còn nhà nào bác nào có cái góc sân hay góc gì đâu cũng được phải không? Vâng. Trong chân đồi. Còn lên chậu thì nó sẽ đẹp. Vâng.
như mặc áo ấy, coi như đến chậu nó như vậy. Đấy, các bác cây tùng Na Hán giá bao nhiêu đâu kia? Cái này nó dao động tầm độ ngoài 20. Hơn 20 triệu. Vâng. Thì hơn 20 triệu. Đây là cho các bác là không có tiền các bác xem nữa nhá, chứ còn bình thường là dành cho các bác, một số bác là làm ăn cuối năm đại gia là các bác là có tiền là mua được. Tùy theo. Hơn 20 triệu ạ. Và cháu Hiệp Ly. Đây cái này cái gì đây? Cái này cũng là tùng Na Hán các bác này. Hàng bonsai để tôi quay từ trên xuống dưới các bác xem này. Đấy, cây này là gốc bao nhiêu? Thử đo cho này. Đấy, cháu này Hiệp ở đâu? 30. Gốc 30 các bác. Hiệp phải nói giá cái này nữa. Cái này giá là 7 triệu. 7 triệu. Hàng bonsai. Hàng bonsai tùng Na Hán phải không? Vâng. Hàng kỹ các bác nhé, đây là thuộc hàng kỹ rồi chứ hàng không kỹ. Hàng này các bác về là chỉ vậy chơi thôi, không phải ấy gì nữa. Mà cháu thậm chí nó xong mình mua nó hướng dẫn cách chăm, hoặc là bình thường nó ra mình lại ra hỏi. Cháu đã hướng dẫn, cháu đã học qua trường nông nghiệp nhỉ? Vâng. Bằng gì? Cháu cao đẳng. Vườn cao đẳng nông nghiệp Lông Lâm, Bắc Giang phải không? Đấy, có chơi cái cảnh nhưng mà bình thường là gần đây các bác nào mua là cháu nó tư vấn hoặc bón phân nào cháu hướng dẫn nữa, chứ không phải bán xong rồi thôi. Đây cây sung các bác này. Hiệp phải nói cây sung là bao nhiêu? Cây sung là rơi tầm 7 triệu rưỡi. 7 triệu. Các bác để tôi view các bác nhìn này. Cây này phải hơn 2 mét nhỉ? Vâng. Đây các bác nhìn gốc nhá. Gốc ở đây các bác. Đấy, gốc to lắm. Ăn quả rồi. Cái này nó hình như rắn ấy nhỉ? Rắn nong. Rắn nong. Đấy các bác nhìn cây sung. Đây tôi quay 7 triệu cái này. Đây tôi quay cây trong này. Cây sung trong nữa. Đây một đôi sung túc lộc. Cái này bao nhiêu tiền? Cái này cũng thế mà. Cái này cũng 7 triệu. Và chỉ việc chơi thôi phải không? Cái này hàng kỹ rồi. Chỉ việc chơi thôi, không phải không có gì nữa. Đấy các bác thì xem đây cây si cái gì bé đấy. Cây bé này mà. Cây bé là cây sung à? Vâng. Cây sung này bao nhiêu? Cây sung này rơi vào 800 nghìn. 800 nghìn cây sung này các bác này. Bắt đầu ý tiền chơi cái này. Cây này là dáng rất đẹp nhỉ? Đúng không? Vâng. Dáng hình như là à, dáng này là dáng quắp lưng. Cây xế. Đây là cây khế, cây khế. Khế chua các bác này. Khế chua. Quả rất đẹp. Đây. Tôi bảo hay là cháu nó ghét nhưng cháu không phải. Quả thật các bác. Quả thật luôn ạ. Quả thật to lắm. Đây này. Tôi bảo hay là mày ghép vào, bảo không phải, cây của nó thật. Khế chua. Đây, khế chua gốc rất đẹp nhỉ. Bộ rễ rất đẹp. Đấy. Cái chỗ sờ tay này rất đi hay là mình để? Chắc rất đi nhỉ. Và cái bỏ đi được. Bỏ đi được. Cái này bỏ được này nó nổ. Đúng rồi, do mỹ thuật. Có ác nào có kỹ thuật, có khi nào mới tán nước cũng được, phải không? Vâng, đúng rồi, cây đấy, ông biết chơi có không? Cây tử cũng đẹp. Ừ, đấy. Cây này bao nhiêu tiền? Rơi vào tầm 2 triệu. 2 triệu cây khế chua. Cây này vào nhà có thịt chó là cũng hợp đây này. Ngoài chơi lại còn được gì? Được ăn nữa phải không? Đấy, cây khế chua của nhà cháu Hiệp Ly. Ở xưởng may của... sát xưởng may của xưởng may Lục Nam thì nó ngô quá các bạn. Đây cái này cái gì đây? Đây là cây linh sam. Linh sam dáng nàng. Tay cành rất đẹp mịn. Cây này cũng là kỹ rồi phải không? À, hàng là chỉ chơi thôi phải không? Hàng này được chơi thôi. Được chơi thôi. Chơi được. Ừ, chăm sóc hoa tím. Ở đây khách hàng mà gần hoặc là mình chơi mình có thể hướng dẫn ta là hướng dẫn ta tưới cái gì hoặc ngày bao ngày được không? Vâng, hướng dẫn chăm sóc. Đúng rồi. Có vấn đề gì mà thắc mắc là hướng dẫn cháu sẽ hướng dẫn cho. Đúng rồi. Nó dễ chứ không phải mua xong rồi thôi. Vì cháu nó cửa hàng này hai thằng to lắm. Tí tôi quay một cửa hàng nữa. Thế cây này giá bao nhiêu? Cây này giá tầm 3 triệu ạ. 3 triệu cơ. Hàng bonsai. Đây tôi quay view kỹ các bác nhìn. 3 triệu hàng bonsai, hàng kỹ. Nói chung là các bác biết chơi ở đây chơi là thật, các bác là những người chơi cái cảnh là toàn những người đại gia thôi, càng đại gia người ta càng chơi chơi nó thuộc phong thủy, em phong thủy nó
làm cho không khí trong nhà hoặc là một chút tâm linh các bác nhé, chứ không phải không. Đây là cây hoa giấy các bác ạ. Hiệp thì tả cái hoa giấy này dáng gì này. Cây hoa giấy này là... dáng gì? Được truyền tên lại của nghệ nhân Bình trong làng. Bình và giấy tím Huế. À, tím Huế mộng mơ đấy phải. Cây này cũng già rồi chứ phải. Cây này già cũng nên trồng được rất lâu rồi. À thì thằng ổn định. Ổn định. Cây là để Tết ngoài trời. Ừ, nhưng bình thường Tết họ bê vào trong nhà được hả? Vâng, cứ bê vào trong nhà để chơi vài hôm bê để lại bê ra. Vì cái hoa giấy này nó càng nắng nó càng nở hoa các bác. Vâng, các bác còn nhiều bác chưa biết. Thế nhưng mà cây hoa giấy nó phải ưa nắng và cần nhiều nước hả? Kỹ thuật chơi thì như lúc nãy tôi nói là cháu Hiệp cháu sẽ hỗ trợ về cách chăm sóc hoặc là mua thêm cái lân gì hoặc đạm gì về mình. Thời gian bao nhiêu tưới hoặc một tháng hay bao nhiêu hoặc cách ra hoa có phải không? Vâng. Cháu nó hướng dẫn cách ra hoa. Giả sử hết đoàn hoa rồi các bác, hết đoàn hoa các bác mà không biết thế nào ra hoa nữa thì cháu Hiệp cháu sẽ hướng dẫn để ra hoa tiếp. Có phải không? Cây này giá bao nhiêu? Cây này giá là 4 triệu rưỡi ạ. 4 triệu rưỡi các bác này. Tôi view lại cây hoa giấy một cái, bác đẹp lắm, hình hình tháp. Ồ, xe hai bên. Gốc rất cổ thụ rồi. Đấy. To lắm. Các bác làm phong thủy hợp với hoa giấy các bác mua cái này này. Đẹp lắm, cái khung rồi. Đây này. Cây này nó chết một nửa các bác. Chết một nửa. Đấy. 24. Đây. Cây cả nhà đẹp lắm ạ. Đấy. Các bác mà sân rộng với nhà mới làm mà để cây này góc sân thì thôi rồi đấy. Các bác. Đây này. Cửa hàng Hiệp Ly các bác. Bán cả gì đây? Thuốc. Các loại thuốc phòng trừ bệnh cho cây cảnh này. Các loại phây bón cây cảnh các bác. Các bác mua ở đây thì trực tiếp là cháu sẽ tư vấn cho. Đây các bác nhìn đọc số điện thoại đây. Địa chỉ đây, các bác nhìn địa chỉ đây. Đấy tôi view lâu một lúc các bác để các bác đọc rõ. Điện thoại là 0878 322 666. Số thứ hai là đi 0399 225 819. Đấy các bác đến cửa hàng Hiệp Ly nhé. Địa chỉ đấy. Đây tôi sẽ vuốt qua quang cảnh để các bác biết cửa hàng của cháu đấy. Đấy. Có cả chậu bán luôn. Bên này nó ngược nắng các bác, chói. Tôi chỉ view bên này thôi. Tổng thể các bác nhìn lại cơ sở của cháu Hiệp. Chồng là Hiệp, vợ là Ly. Tốt nghiệp cao đẳng Nông Lâm Bắc Giang. Dạ chuyên môn cây cảnh. Đấy cháu cứ tưới chăm sóc ở xong được ông ấy, không cần nói chuyện nữa. Đấy. Tôi quay đây khu đồi của cháu làm non bộ rất đẹp. Đây là dàn hoa giấy. Cơ sở cháu. Đây này. Các bác mua cây cảnh không, các bác có thể mua lân này, lân cái bao này là bao lân đó, chứ không phải bao gì đâu nhé. Lân đạm đủ các loại để cho phục vụ từng loại cây các bác. Đây này. Mua của cháu là cháu được tư vấn luôn. Đây này, đủ các loại lân. Các bác mua cái nào bác hỏi cách chăm sóc của cháu sẽ nói cụ thể, còn tôi không nói cụ thể là chăm sóc gì đâu. Thậm chí các bác mua là cây vài triệu cháu khi tặng bao phân đấy. Bỏ cây qua kênh của Long Vlog là được tặng bao phân các bác. Mua những cây 5-7 triệu trở lên đi là được đấy. Đấy. Đây là một dàn. Ở trong nhà kính của cháu đấy. Đây các bác nhìn này. Đây là hoa này. Hoa này chắc là rẻ thôi. Cái chậu hoa vàng này bao nhiêu Hiệp nhỉ? 400 nghìn này. Tôi view cho các bạn nhìn này. Hoa gì? Dạ gì? Dạ cánh thảo á. À, dạ yến thảo 400.000 một một 100.000. Hả? 100.000. À 100.000. Thằng 400.000. 100.000 các bác. Đẹp lắm, đây là hai chậu các bác nhé. Cái là treo.
Đấy. Còn bây giờ hàng mà chơi trước Tết, còn chuẩn bị đến Tết thì tôi sẽ chia sẻ lại các bác là hoa giấy các thứ cháu sẽ lấy về thì rất nhiều nhiều thứ. Đây các bạn này, đây này, cửa hàng Hiệp Ly từ đây này của cháu phải đến 100 mét đường ấy. Đây tôi view của các bạn những cây bóng mát này. Những cây này các bác là mua thì phải cụ thể nhé. Cây này tôi không báo giá đâu. Tôi chỉ quay cho các bác xem cái khu vực là cháu bán cây cây cảnh thôi. Còn những cây bóng mát đó, nhìn cây cao là toàn cây bóng mát đấy. Mình trồng ở góc sân cũng xuống ấy. Đủ các loại. Hồng, lê, táo đây, còn cây sim nữa. Đấy. Đây. Tôi đứng ở ngoài hàng rào lưới thôi. Đây này, hoa giấy này. Hoa giấy cháu mới lấy tạm thời thôi. Còn chưa lấy về nhiều đâu. Đấy. Tôi đi chậm chậm các bác nhìn nhé. Đấy. Cửa hàng cháu Hiệp Ly. Gần công ty may Lục Lam có. Đằng sau công ty may Lục Lam. Với đường nhánh rẽ vào là các bác vào đấy. Đấy. Rộng lắm. Đủ loại chậu. Đây là dừa cạn nữa các bác nhìn. Đấy. Đây này, tôi quay này. Chậu. Bác nào mua cả chậu thì cháu bán luôn cả chậu. Bác mua cây cảnh thì bác mua chậu rất dễ. Còn bác mà không mua cây cảnh mà ra cửa hàng bán chậu là bao giờ đắt hơn là khi bác mua cây cảnh mà mua chậu ở đây. Rẻ được một đôi trăm đấy. Đấy. Cháu để nhiều lắm. Đấy. Chậu đây, chậu lớn để sân qua. Chậu lớn để sân. Đây tôi view cho các bác xem là cái địa thế của nhà cháu. Tết có thoải mái, cháu sẽ đặt một loạt cây cảnh ở ngoài nữa. Độ 15 mùng 10, mùng 10. 10 tháng 12 âm tôi sẽ quay lại các bác xem. Giá cả là hợp lý và cháu hướng dẫn cả cách chăm sóc nữa. Đấy. Đây. Cửa hàng Hiệp Ly cơ sở 2. Tí tôi sẽ view qua cơ sở 1 các bác nhé. Cơ sở 1 thì cháu không nói giá nữa, chỉ là các bác đến mua xem là qua kênh của Dòng Vlog mà các bác mở đăng ký là sẽ giảm được 50.000 đến 100.000. Cây to là có thể những cây tiền triệu là phải đôi ba trăm đấy. Đây cơ sở 2 các bác nhé. Khu vực này là các bác sau khu vực may đấy. May của Lục Lam ấy. Chào các bác nhé. Ừ, cái này riêng mình khách hàng mua mình nói thật. Để người ta ấy không là mình bán cố định mình coi bán dọc đâu mà đúng rồi. Đây quý vị này. Ba cây mộc hương phải không? Đây tôi phải đứng xa này thì không... cháu Hiệp nó nói. Bao nhiêu cây này? Thân từ 80 1 mét. Thân 80 1 mét. Có thân đằng trước thân. À thì à? Cao tổ. 3 mét. 2 mét rưỡi 3 mét. 3 mét. Cao kìa bác nhìn này. Cao này. Cây ba cái này giá bao nhiêu? Cái này rơi vào tầm 3 triệu một cây. 3 triệu một cây các bác. Có cây giữa là to này. Bác nào mua trước là cây giữa đẹp lắm. Đây này các bác nhìn này. Cây giữa to. Rầm rà. Nói chung mấy cây này là chơi Tết được rồi phải không? À, hàng Tết được rồi. Hàng chơi Tết rồi. Cái này là để sân rồi phải không? À, sân, để sân rất đẹp các bạn. Nhà mới xây xong. Ừ. 3 triệu. Cây này có thân hơn mét. Ừ. Đấy. Hơn mét các bác. Đây. Tôi sát vào gốc cho các bác nhìn này. Đấy. Gốc to là cao lắm ạ. Đấy. Mỗi cây 3 triệu phải không? 3 triệu. Đấy tôi view lại cho các bác xem. Đấy. Cây mộc hương. Đây các bác này. Cây lục vừng. Xanh ngắt. Tán phải độ gần 2 mét phải không? Vâng. Gần 2 mét. Cao là khoảng độ 2 mét. Cả chậu các bác. Cái này đặt gốc sân thôi. Cái này không để trong nhà được. Cây lục vừng. Giờ đứng vào xem là chia sẻ các ông xem là
Lộc vừng loại gì, nó có giống loại khác hay loại gì không? Lộc vừng miền Bắc. Lộc vừng miền Bắc. Vâng. Nó lá lục nó thế nào hay là thế nào? Nhỏ. Mình phân biệt. Bắc lá nhỏ mà cây này rất già, rơi vào tập độ gần 30 năm. À, ba gần 30 năm rồi. Gần 30 năm rồi. Gọi lửa đời người đấy. Công nhận không? Đúng rất to. Ừ, thế cây này giá bao nhiêu trong đời view gốc? À, 9 triệu. 9 triệu cái này bác nhé. Đây này. 9 triệu các bác. 9 triệu cái này xong rồi tôi view gốc cho bác xem này. Đây. Các bác nhìn tổng thể này. Nói chung ăn tiêu bao nhiêu hết. Đây tôi view vào gốc cho các bác. Gốc là phải 450 rồi. Cháu đổ 30 năm rồi các bác. 30 năm rồi. Đẹp lắm. Cửa hàng Hiệp Ly này. Tương đối lắm cây cổ thụ. Tiền triệu các bác. Chục triệu. Đây các bác nhìn này. Đây là tôi view cây túc trước nhé. Đây. Một bên là cây sung để ở sân không? Vâng. Một bên là cây túc. Gốc to nhỉ? Gốc này phải bệ, bệ thành bệ các bác. Đây các bác nhìn này. Đấy. Ôm nhìn đá. Già lắm không? Ôm đá. Đấy các bác nhìn nhá. Tôi quay xa này. Hùng đứng sát xong để giới thiệu với các bác. Cây túc. Hàng có quả, phần chậu rất lâu rồi. Có quả vào chậu lâu rồi. Tầm độ 5 năm rồi. Cây này thường quả nó lên chậu bao năm? 5 năm rồi. 5 năm rồi. Thế cây, cháu nói giá cái này. Là 3 triệu. 3 triệu thôi bác. Cây là cây túc. Hàng túc với hàng sung này cũng dễ sống, dễ trồng phải không? Dễ chăm sóc có phải không? Túc một trong bộ tứ. Bộ tứ. Ừ, nó kiểu như chanh ấy cũng như túc. Rồi. Ok, 3 triệu các bạn. Đây, cháu hiểu là cây si búp đỏ các bạn, tôi view trước nhé. Si búp đỏ. Ừ, si búp đỏ. Lâu chưa, cây này lâu chưa? Cây này lâu rồi. Cây này trên chậu 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi rồi. Đây có nhìn chậu này. Ôm đá, đẹp. Ôm đá. Đây nó ngồi trên đá à? Vâng, nó ngồi trên đá. Ừ. Hôm nay nó hơi lắng, chói tí các bạn nhìn có rõ. Cây si... Si búp đỏ. Búp đỏ. Ừ. Dưới đẹp. Xíu đỏ các bác. Đây tôi quay bộ ấy của nó. Đấy. Cái này giá bao nhiêu? 3 triệu 2. 3 triệu 2. 3 triệu 2 cái này hả? Đấy. Cái này để sân cũng đẹp. Có nhiều không? Chơi. Ở đây nó quý. Cái là các bác thích chơi. Còn mấy người không thích thì cho họ không lấy. Người thích thì là giá độ 5-600 triệu ngay, nhưng người không thích thì cho rằng lấy quá. Đấy là sự thật các bác nhé. Hoặc là thích chơi thì kiểu như tờ tranh treo ở trong nhà nó cũng thế thôi. Hoặc là nhà cấp 4 với nhà tầng nó cũng chỉ thế thôi. Ông thì thích nhà cấp 4, nhà tầng vẫn ở được. Đấy câu chuyện là cây cảnh nó giống thế quá. Bác nào không mua thì xem thức phim có khi lúc nào cần thì mua. Hoặc xem. Đây, cây túc. Hàng bonsai à? Cháu nói toàn ý, gốc nào? Cái túc bằng bonsai. Ừ. Gốc cũng là chân chậu 7 năm rồi. 7 năm rồi. À. Ừ, to nhỉ. Những cây này, cây đấy. Thường thường là toàn là, của Hiệp là cây những cây kỹ rồi không? Hàng kỹ hết. Hàng kỹ hết, chứ hàng mỡ, hàng thô nữa. Không còn dây nhôm nhất thì cũng... Ừ, đúng rồi, tức là về là chơi thôi. Về chơi. Cách chăm sóc thì các bác mua ở đây thì bác là đến tận nơi hỏi cách cháu chăm sóc khi mua về cây nó bị sao là... Vì cháu nó... Đúng rồi. Hướng dẫn giải đáp hết vấn đề. Vâng, vì cháu là học trong trường nông nghiệp các bác. Cháu ra cháu không vào cơ quan nào, cháu về nhà cháu buông cây cảnh. Chơi phục vụ. Đấy, cây này giá bao nhiêu? Giá 7 triệu ạ. 7 triệu bác nhé. 7 triệu. Cây... Hàng hết kỹ. Hàng kỹ, cây túc. Ôm đá. Ôm đá, 7 triệu. 7 triệu. Tuổi của cây này là 19 năm. Ừ. Cây này là 1 tháng nương của công nhân may này. 19 năm. Dạ. Yeah. Một tháng được quá. Quá là cười đây thật nhé. Có những người 1 tỷ có cây tôi xem là có 1 tỷ đã mua. Nhưng có người 10.000 người đã không mua. Đấy câu chuyện. Khi đã thích lên thì là cái gì cũng máu. Đây đấy không? Nhà Hiệp Ly có một khách hàng mua rồi. Cháu em chở cho khách hàng à? Đúng rồi. Em chào khán giả ông Rong ấy. Chào cả nhà nhá. Rồi. Em đang làm cho Hiệp Ly phải không? Em đang làm cho cửa hàng Hiệp Ly. Hiệp Ly chuyên mua cây cảnh hả? Chuyên cây cảnh. Ừ, hôm nay chở cây này của khách đi đâu? Chị
đang thích cho khách ở trên Bảo Sơn. À Bảo Sơn, tận Bảo Sơn họ mua. Họ mua mua chậu đây. Mua chậu bà cột. Chậu bà. Ừ. Chuyên môn bây giờ chở lên, cái xe này chở là ấy nhỉ, phải chăng qua chứ hả? Vâng. Đây các bác nhìn đằng sau này. Cái chậu bà này không biết bao tiền tôi chưa hỏi. Đấy. Hải vẫy tay chào khán giả ông ấy, hẹn trước phiên sau của hẹn quý khách lần sau gặp lại nhá. Rồi, cảm ơn nhá.